Rồi ok xin chào các bác Thì LG cho mình ý, bị cái con V50 này Nó bị cái hiện tượng mà nhé màn hình khi sạc ấy Thì cũng thấy là chỉ có mỗi con V50 bị thôi Và cũng khá là nhiều bác bị Mặc dù là có thể là dùng cái củ sạc chính hãng luôn Củ sạc đi theo máy luôn Có con vẫn bị các bác ạ Thì đây em sẽ test cho các bác là nháy màn hình nó như thế nào nhé Đây đây, em đang cắm bằng cái sạc của cái con iPad Pro 2018 ấy. Củ sạc này là là củ sạc chính hãng nhá, sạc ngon nhé Đây, cắm vào này. Đó. Thì khi mà cắm ấy mà các bác không đưa tay vào có nghĩa là không không chạm vào cái cái vỏ cái cái khung văn khung màn hình ấy. Cái khung viền này ấy, không chạm vào nó và không chạm chân xuống đất ấy thì nó cũng không nháy đâu đây và khi mà em đang chạm chân xuống đất đây Đấy, đang chạm chân xuống đất và khi em chạm cái tay vào thì nó sẽ nháy các bác có thể thấy này Đấy, các bác có thể thấy, thấy không nó nhanh nhanh nháy, nháy lại đó Đấy, để em mở cái màn hình màu trắng xem nó thế nào nhá nó hơi sáng tối tối đi rồi thế đây. Cái đèn cái sọc này là cái do cái ánh điện đèn tip nhá Còn cái việc nháy nó khác đấy có vẻ nó nháy hơn đấy các bác nhìn thấy không nó nháy hơn không để em cho rõ lại một tí nào đó để cái màn hình trắng này hơi khó nhìn các bạn để màn hình này dễ nhìn hơn đó cái 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 gợn gợn đi lên là cái do bóng tiếp nhé còn việc mà, mà em chạm này này đó nó hơi khó nhìn à, đây là cái sạc à, Uh, ngon nhé thì nó đỡ nháy hơn một tí. Còn đây là cái cái dây sạc mà em uh, cắm từ cái máy tính ra. Đây thì cắm vào nó xem thế nào. Đó, nó nhận máy tính rồi đấy. Em thử sạc chạm tay vào nhé. Đó các bạn thấy không? Ở cái nguồn điện của cái uh, máy tính ấy thì nó nhiễu hơn rất là nhiều và rờ vào phát là nó nháy kinh khủng luôn. Để các bạn thấy này, đó đó có nghĩa là chất lượng của củ sạc càng tốt thì nó nháy càng nhẹ và cái chất lượng mà củ sạc càng lởm thì nó nháy càng mạnh thôi đó đấy là nguồn điện từ pc nhé đây em cũng có một cái cục sạc này nữa cục sạc này cũng không xịn mấy đó, thử xem nào đó không chạm vào gì thì nó cũng không nháy đâu không chạm tay vào nó không nháy chạm tay vào này đó chúng tỏ cục sạc này cũng rất là lởm đó. tiếp theo là một củ sạc iphone iphone củ sạc của ipad 1A củ sạc này củ sạc xịn nhá em cũng thử cắm à đó không chạm tay vào thì nó không sao cả chạm tay vào này đó nó hơi hơi nhầy nhầy các bạn thì cái củ sạc ipad này cũng khá là ngon rồi tí rơi các bạn <laughs> nguy ừ, hiểm quá em rút ra nha thế đây nếu như các bác không muốn nháy ấy, nếu như các bác không muốn nháy ấy, thì à, em cũng khuyên các bác là mua một cái củ sạc của cái hãng ăn cơ hoặc là ok gì đấy củ sạc ngon ấy nhưng mà em nghĩ là nó vẫn nháy thôi nó vẫn nháy nhẹ nhẹ thôi tuy củ sạc đấy là ngon nhưng mà nó vẫn nháy nhẹ nhẹ thôi tại vì củ ipad này cực xịn luôn rồi mà nó vẫn nháy mà thì nếu như bác, các bác không còn cách nào nữa ấy, có nghĩa là ở trên mạng trên trên anh em trên hội cũng chia sẻ là là các bác hãy dùng cái cục chống nhiễu ấy. nhưng mà em thấy là có người dùng thì vẫn thấy bị còn có người thì lại dùng được thì cái đấy thì cũng không không cho ăn được nhưng mà nếu mà các bác muốn ngon nhất thì các bác nên dùng một cái củ sạc dự phòng như thế này này đó cục sạc dự phòng nhé các bác sạc thì vô tư luôn không vấn đề gì để em cắm vào này cũng đang dùng củ sạc dự phòng nhé đó đấy dùng cục sạc dự phòng nhé thì chứ không không chặn tay vào nó cũng không nháy gì cả và em chặn tay vào đây này nó cũng không nháy gì cả các bạn cái đường chập sọc này là do cái ánh điện thôi đây không nháy gì cả luôn đó khi là các bác nếu muốn bảo vệ cái máy của mình nó ngon hơn ấy, thì các bác nên mua và nên sạc bằng cái cục sạc dự phòng thôi còn cái hiện tượng nháy màn hình này ấy, nó có hại hay không ấy thì cho đến thời điểm hiện tại ấy, thì em cũng chưa ghi nhận cái ca nào mà do cái việc nháy màn hình này nó bị hỏng cái con V5 V 5 v 50 này cả. Cho nên là các bác cứ yên tâm mà dùng. À, khi mà sạc ấy thì các bác chú ý là à, đừng chạm tay vào nó nữa, nữa. Khi nào sạc đầy thì các bác cũng, cứ tắt màn hình sạc bình thường. Khi nào đầy thì các bác rút ra dùng thôi. Chứ còn à, vừa dùng vừa chơi hoặc là à, vừa chạm chân chạm tay xuống đất ấy thì nó có hiện tượng nháy đấy. Còn nếu mà để cái hiện tượng nháy nó cứ diễn ra nhiều lần và liên tục như vậy thì à, em thấy là nó cũng hiện tại nó cũng chưa sao cả, chưa có ai bị làm sao cả, nó chỉ cứ nháy nháy thế thôi, chứ không dẫn đến màn hình nó hỏng hay là vấn đề gì cả, cho nên các bác cứ yên tâm mà dùng nhá. Và cái hiện tượng nháy màn hình này ấy, nó xảy ra phổ biến ở con V50 thôi, những con khác không hề bị. Tất cả em dùng như con V40 không bị, con V60 còn con LG Wing rồi con V35 em đã dùng đây không con nào bị cả chỉ mỗi con V50 thôi và rất nhiều bác bị cái hiện tượng này thì các bác cứ yên tâm mà dùng nhé nó không vấn đề gì cả vì chưa ai ai bị hỏng màn hình do cái hiện tượng nháy sạc này cả rồi ok